Chào mừng các em học sinh đã đến với lớp học online môn mỹ thuật khối lớp 8. Ngày hôm nay, cô trò chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một bài mới. Đó là tiết 23, bài 28, vẽ trang trí. Trang trí đầu báo tường. Các em sẽ cùng đi vào tìm hiểu nội dung đầu tiên. Mục La Mã, quan sát, nhận xét. Và cô mời các em hãy cùng quan sát một số hình ảnh sau. Ở đây cô có một số đầu báo tường với những nội dung khác nhau. Những cái tờ báo tường này được làm để chào mừng những ngày lễ kỷ niệm trong năm. Ở đây là tờ báo tường đầu tiên với nội dung là 50 năm tiếp bước trang sử vàng. Tờ báo tường tiếp theo là chào mừng ngày 3 tháng 2, ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam với nội dung là niềm tin dân đảng. Tiếp theo là một số tờ báo tường chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Với nội dung là người lái đò. Rồi ngày hội thầy cô. Đây cũng là tờ báo tường chào mừng ngày giáo Việt Nam 20 tháng 11. Tờ báo tường với nội dung cánh diều và khai sáng để chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Các em đã quan sát một số tờ báo tường khác nhau. Kết hợp với việc chúng ta sẽ nghiên cứu nội dung trong sách giáo khoa thì các em sẽ nêu được khái niệm thế nào là báo tường. Như vậy, báo tường là tờ báo treo, dán ở trên tường của các đơn vị, các cơ quan, nhà máy, trường học phản ánh hoạt động của các đơn vị hay cơ sở đó. Các em ghi bài, nội dung và bài học. Như vậy, tờ báo tường sẽ được chia làm mấy phần chính. Mời các em quan sát hình ảnh tiếp theo. Quan sát tờ báo tường trên, các em sẽ biết được tờ báo tường sẽ gồm có hai phần chính. Thứ nhất, đó là đầu báo. Và phần thứ hai, đó là thân báo. Vậy thì đầu báo tường thường chiếm mấy phần so với cả tờ báo? Quan sát tờ báo tường, các em có thể thấy được đầu báo tường thường chiếm diện tích bằng 1/3 của tờ báo. Và với nội dung bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ đi sâu tìm hiểu đặc điểm của các đầu báo tường. Ở đây cô có giới thiệu cho các em một số đầu báo tường khác nhau với những nội dung hình ảnh minh họa màu sắc cũng hoàn toàn khác nhau. Và chúng ta sẽ đi vào phân tích cụ thể một cái đầu báo tường. Ở đây cô có một đầu báo tường với nội dung là chắp cánh ước mơ, một cái đầu báo để chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Vậy thì quan sát đầu báo tường trên, theo các em thì đầu báo tường nó thường có những gì, những phần nào? Trước tiên, đó là tên đầu báo. Ở đây tên đầu báo là chắp cánh ước mơ. Thứ hai, đó là dòng chữ thể hiện cho chủ đề. Ở đây chủ đề của đầu báo này, đó là chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Tiếp theo là hình ảnh minh họa hay là hình ảnh biểu trưng. Và cuối cùng là tên đơn vị, số báo, ngày tháng năm ra báo. Như vậy, chúng ta có thể kết luận được đầu báo tường thường có tên tờ báo, tên đơn vị, số báo, ngày tháng năm ra báo và dòng chữ thể hiện chủ đề, nội dung tờ báo. Như vậy, các em có thể ghi phần nội dung này vào vở. Tiếp tục quan sát, chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn từng phần một. Đây là tên đầu báo. Cô có một số lưu ý về tên đầu báo như sau. Trước tiên, về kích cỡ, tên đầu báo phải to, có kích cỡ to, rõ ràng, nổi bật và đặc biệt là dòng chữ phải ngắn gọn để truyền đạt hết được ý nhưng mà phải ngắn gọn. Về kiểu chữ, các em có thể sử dụng kiểu chữ in hoa nét đều, in hoa nét thanh, nét đậm hoặc là kiểu chữ cách điệu nhằm là gây ấn tượng được cho người xem. Về màu sắc, tên đầu báo phải sử dụng những màu sắc hài hòa và đặc biệt là phải nổi bật tên báo tường trên cái đầu báo đó. Và điều cuối cùng đó là tên đầu báo phải phù hợp với chủ đề của tờ báo.
về hình minh họa và biểu trưng của đầu báo tường. Hình minh họa phải phù hợp với chủ đề và tên đầu báo. Ví dụ như đối với đầu báo tường có cái tên đầu báo là Chắp cánh ước mơ thì cô sẽ sử dụng hình minh họa, đó là hình hai chú chim bồ câu, với cái ý nghĩa là sẽ nâng cánh ước mơ cho các thế hệ học sinh. Như vậy là hình minh họa hoàn toàn phù hợp với tên đầu báo và phù hợp với chủ đề của cái tờ báo tường đó. Hình ảnh biểu trưng thì các em có thể sử dụng hình ảnh huy hiệu đội, hoặc có thể sử dụng hình ảnh huy hiệu đoàn, cờ Việt Nam, vân vân. Và tất cả những hình ảnh biểu trưng này phải phù hợp với chủ đề tên báo tường. Ở đây cô sẽ cho các em xem một số kiểu chữ tên đầu báo. Các em có thể sử dụng kiểu chữ in hoa, nét thanh, nét đậm. Hoặc các em cũng có thể sử dụng các kiểu chữ in hoa nét đều và nhiều kiểu chữ cách điệu khác, với mục đích là có thể làm nổi bật được tên đầu báo. Còn đây là một số kiểu hình minh họa khác nhau. Tùy thuộc vào nội dung của tờ báo cũng như tên đầu báo mà chúng ta sẽ có cách sử dụng kiểu hình minh họa phù hợp với tên đầu báo và nội dung của tờ báo. Các em có thể sử dụng một số cái logo, một số hình ảnh biểu trưng khác nhau. Ở đây là cô sử dụng rất là nhiều những kiểu hình minh họa khác nhau để minh họa cho đầu báo. Riêng đối với các em ở trong trường học, chúng ta thường trang trí báo tường vào những ngày lễ, ví dụ như là chào mừng thành lập ngày giáo Việt Nam 20 tháng 11, hay là kỷ niệm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3, hoặc là mừng Đảng mừng xuân, hay là kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 11, thì nhà trường sẽ phát động các phong trào trang trí báo tường. Ở đây cô sẽ đưa ra một số ngày lễ kỷ niệm, đó là ngày 20 tháng 11, ngày 26 tháng 3, ngày 22 tháng 12, với những tên đầu báo tường khác nhau để gợi ý cho các em, để các em có thể vận dụng được trong cái bài thực hành mà chúng ta sẽ học sau đây. Thì đối với kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, các em có thể sử dụng tên đầu báo như là có nội dung như là tri ân nè, người lái đò, hoa điểm 10, thắp sáng ước mơ, hay bụi phấn, mực tím, hoa học trò, vân vân. Đối với kỷ niệm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 thì các em có thể sử dụng tên đầu báo với những nội dung sau. Cô gợi ý đó là tiến bước lên đoàn, rồi thắp sáng, sẵn sàng, tiếp bước, hoặc là niềm tin. Còn đối với kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12, các em có thể sử dụng tên đầu báo với những nội dung như sau, như là tiến lên, quyết thắng, xung phong, màu xanh áo lính, hay là cúc quân hành. Thì tất cả những cái nội dung này, những cái tên đầu báo này, nó sẽ phù hợp với toàn bộ nội dung của cái tờ báo tường mà các em sẽ làm. Các em lưu ý đây là cô gợi ý, và chúng ta có thể sử dụng những cái gợi ý này vào cái phần thực hành mà tí nữa chúng ta được học. Như vậy các em đã tìm hiểu được thế nào là đầu báo tường, cũng như chúng ta biết một số đặc điểm trong trang trí đầu báo tường. Và bây giờ các em sẽ tìm hiểu sang phần hai la mã, cách trang trí. Và bây giờ cô sẽ nêu những cái bước trang trí đầu báo tường. Cô sẽ nêu lần lượt từng bước một. Để trang trí được đầu báo tường thì chúng ta sẽ thực hiện qua 5 bước. Bước thứ nhất là các em sẽ vẽ khung hình và chọn nội dung đầu báo. Bước thứ hai là các em sẽ phát các mảng chính, mảng phụ. Bước thứ ba là các em sẽ vẽ phát nét. Bước thứ tư là các em vẽ chi tiết. Và bước thứ năm là các em vẽ màu. Bây giờ cô sẽ minh họa cụ thể cho một cái nội dung đầu báo tường. Các em cùng quan sát. Cô sẽ minh họa các bước tiến hành để trang trí một đầu báo tường. Cô thực hiện bước đầu tiên, đó là cô vẽ khung hình và cô chọn nội dung đầu báo. Như vậy, sau khi có khung hình và cô chọn nội dung đầu báo rồi, cô thực hiện bước thứ hai. Đó là cô phát các mảng chính, mảng phụ. Tiếp theo, cô thực hiện bước thứ ba. Đó là cô vẽ phát nét.
Ở đây cô vẽ phát nét các mảng chính và mảng phụ. Trên cơ sở các mảng phát này, cô sẽ thực hiện bước thứ tư, đó là bước vẽ chi tiết. Và cuối cùng, bước thứ năm, đó là bước vẽ màu. Các em lưu ý khi mà vẽ màu để trang trí đầu báo tường thì vì đây là một bài trang trí có tính ứng dụng, cho nên các em cần lựa chọn những màu sắc tươi sáng, nổi bật để làm tăng cái tính trang trí của cái đầu báo tường. Đồng thời giữa màu chữ, hình ảnh và màu nền phải có sự hỗ trợ lẫn nhau, làm nổi bật cho nhau. Đây là một số bài mẫu các em tham khảo thêm. Ở đây các em thấy là những bài mẫu này sử dụng những cái nội dung trang trí khác nhau, tên đầu báo tường khác nhau, hình ảnh trang trí khác nhau và màu sắc khác nhau. Tuy nhiên tất cả đều rất là nổi bật, rất là phù hợp và có tính thẩm mỹ cao. Và ở đây cô có một số những cái hình ảnh, tức là những cái mảng hình cô đã sắp đặt sẵn rồi. Bây giờ cô sẽ ghép cái mảng chữ phù hợp với mảng hình. Thứ nhất là cô ghép cái mảng chữ là tên đầu báo. Thì tên đầu báo bao giờ cũng nằm ở cái vị trí trung tâm, nổi bật, gây được chú ý đối với người nhìn. Đây là khẩu hiệu chào mừng, tên chi đội, và cuối cùng là logo hay ảnh biểu trưng. Và phụ thuộc vào nội dung để các em lựa chọn để trang trí đầu báo thì chúng ta sẽ có những cái hình ảnh khác nhau. Ví dụ đối với cái kỷ niệm ngày 20 tháng 1, ngày Nhà giáo Việt Nam, thì cô sẽ sử dụng một số các hình ảnh minh họa, hình ảnh biểu trưng phù hợp liên quan đến ngành giáo dục như là sách, vở, bút viết, vân vân. Còn đối với kỷ niệm ngày 26 tháng 3, ngày thành lập đoàn, thì cô có thể sử dụng một số hình ảnh liên quan đến đoàn như là huy hiệu đoàn nè, rồi ngọn đuốc nè. Hoặc là kỷ niệm ngày 22 tháng 12 thành lập quân đội nhân Việt Nam thì cô sẽ sử dụng những hình ảnh có liên quan đến lực lượng vũ trang nhân dân. Và đây là một số lưu ý khi các em trang trí đầu báo tường. Thứ nhất, trong cái đầu báo tường này các em thấy là cái logo không phù hợp. Ở đây đầu báo tường có tên đầu báo là Măng Non với nội dung là chào mừng ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, thì cái logo này là liên quan bóng đá, như vậy là logo không phù hợp, hay là hình ảnh biểu trưng không phù hợp với nội dung của đầu báo. Ở đây, đầu báo tường ở đây lại thiếu dòng chữ chủ đề và thời gian ra báo. Như vậy, đối với trang trí một đầu báo tường, các em cần phải có đầy đủ tất cả các nội dung mà chúng ta vừa mới học. Đầu báo tường này thì kích cỡ chữ không phù hợp, đó là chữ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 quá lớn so với tổng thể của nội dung đầu báo. Đối với đầu báo tường này thì lại thiếu tên đơn vị, như vậy là chưa hợp lý. Còn đối với đầu báo tường này thì các em thấy ở đây cái chưa hợp lý chính là cái màu sắc. Màu sắc chưa nổi bật, chưa tạo được ấn tượng đối với người xem. Và ở đây cô thay bằng một cái mảng màu khác, tạo được cái hiệu ứng và tạo được, tăng được cái tính trang trí của cái bài trang trí đầu báo tường. Như vậy các em đã tìm hiểu được các bước để trang trí một đầu báo tường. Bây giờ chúng ta sẽ vận dụng các phương pháp đó vào phần ba la mã thực hành. Và các em hãy trang trí một đầu báo tường với nội dung tự chọn trên khổ giấy A4. Và đây là toàn bộ nội dung của bài học ngày hôm nay. Với bài học này, các em đã tìm hiểu được khái niệm thế nào là một tờ báo tường. Đồng thời các em biết đầu báo tường thì thường gồm có những phần nào. Các em nắm được các bước để chúng ta có thể trang trí được một đầu báo tường phù hợp, có tính thẩm mỹ cao. Và các em đã vận dụng được phương pháp đó để có thể trang trí được một đầu báo tường với nội dung tự chọn trên một cái khổ giấy A4. Và bây giờ cô có một số dặn dò các em tiếp tục hoàn thành bài thực hành trang trí đầu báo tường ở nhà. Và các em sẽ sưu tầm thêm một số tranh ảnh đẹp về đầu báo tường. Các em sẽ xem lại phương pháp vẽ tranh đề tài, đồng thời sưu tầm tranh ảnh về đề tài an toàn giao thông để chuẩn bị cho tiết học sau, đó là tiết vẽ tranh về đề tài an toàn giao thông.
học ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô chúc các em làm bài thực hành thật tốt, học thật tốt, và cô hẹn gặp lại các em ở những tiết học online lần sau.